chim sâu, không biết chim sâu không? Chim sâu hả? Dạ quên. Sao biết chim sâu nữa? Trời ơi, ngã nó đâu, nó đâu vậy? Giờ nó có chồng rồi hả? Chim sâu biết đó nha. Biết chim sâu đó. Nó tính thiệt đó. Nó là cháu đó. Mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đậu rồi. Chào mọi người. Chào con. Nay đi thăm cô Son ha. Dạ, tao thăm chứ không có con. À, qua ngồi với cô Son đi. Dạ. Qua ngồi kế cô Son đi. Ngồi xếp vô, ngồi xếp vô. Xếp vô xíu, gần coi đây. Máy ngồi bên kia đi. Bên kia đi cô Lâm, bên kia ngồi con. Ừ. Ngồi với cô Son đi. Rồi, xin chào mọi người nha. Tiếp tục là cô Lâm nha. Dạ. Cô Lâm quá đẹp trai. Đến thăm cô Son nè. Rồi cô Lâm thấy cô Son đẹp không? Đẹp. Đẹp hả? Em muốn cưới vợ nhớ kêu cô Son trang điểm cô dâu giùm vợ em nha. Đẹp hơn ca sĩ không? Đẹp hơn ca sĩ không? Đẹp hơn ca sĩ ha. Đẹp hơn. Giờ con ca, con ca hay lắm luôn á. Con ca hay luôn á. Ca hay lắm cô. Cô Son bài đi. Ca giống Đàm Vĩnh Hưng luôn á, không hợp đứa trẻ luôn á. Thôi giống Châu Gia Kiệt được rồi. Châu Gia Kiệt hả? Ờ. Ở đâu có học có ngạc Châu Gia Kiệt đâu, học ngạc Đàm Vĩnh Hưng không hả? Dạ không thuộc ha, không thuộc của Châu Gia Kiệt, ca không được ha. Vậy là ca của Đàm Vĩnh Hưng á. À, tặng chút nữa tặng cho con bài đi. Con qua thăm cô, thăm cô. Hát nhạc chồng hay hát nhạc nhảy đi nhà tôi nghe ra làm gà. Đôi mắt em kêu nói cho trong ngoài vườn chơm. Ra đi em. Còn đứng bên nào đôi trăm nói tớ trăm tôi là khôn. Đường qua bánh trưa mà lối. Đời đắm phong trần tay trắng. Trời, trời đông ngoài gió lờ ban trời lời kiếm dân vờ không lối chết giá trao ngàn người yêu còn khỏi mơ ấy chưa ngờ quá hay rồi vỗ tay không mà vỗ tay mà các em có học không mà em biết vậy dạ không anh hai em dạy anh hai em dạy em hả anh hai có trong này không không anh hai em có đây anh hai con không vô đây anh hai con là ông ngà con ông ngà ở bển đó mình người mình trước á còn con người ở phượng á mình làm có con là cô Lâm á nay nhiêu tuổi thì làm mình chín con không có trở lại 50 rồi mà thấy cô trẻ không 50 mà hay trẻ cô Son chia sẻ cái cách trang điểm sao mà đẹp vậy đi chỉ mai mốt có vợ em coi làm cái cách trang điểm sao mà nó đẹp được con cái cách trang điểm này để dành cho phụ nữ đi không à, học hỏi rằng mai mốt em nó có vợ rồi em nó chỉ vợ mai mốt em có vợ đó em vợ hả lúc đầu cạo lông mặt nè. À kìa. Cạo lông mặt nè. Ồ, cạo hết lông mặt nè, rồi đi giữa mặt nè. Còn tôi là mặt tẩy mặt nè. Kìa nghe cô nói kìa. Dạ, còn có mặt tôi đơn lắm giờ, mặt tôi đơn đó. Không nữa em làm cho vợ em. Ở chứ đừng nó trắng có chút xíu mà phải chút đây có đen. Đừng đen miên miên. Lọc mặt. Nhưng mà nó đen miên miên luôn á. Tôi bắt hình luôn. Không bao giờ tôi cao quá nè. Thôi gì? Thôi mình tên chia tay. Trong bóng đêm âm thời gian có xa trần gian từ trong âm địa đêm đã khó trầm trầm tình đồng ý tình với trầm âm địa múa lăng tình múa lăng tình giờ múa lòng tình giữ cho tình đồng tiếng chung mà trôi đừng có lo trên phường tư cỏ trên bình bằng nó ca nhạc trái gì không à từ giờ mương căng khó từ đất thôi những ca nhạc trái có người lớn rồi nó ca nhạc thôi thăm cô cho mà chắc dạ chưa ông cam chưa không chưa con cam chưa chưa dạ chờ con tới trước mẹ rồi không có lầm chưa đâu nữa giờ người tới bữa cơm mà không đâu dám cầm khách đâu ta không dạ. Dám mời khách có gì đâu à, chưa đóng cơm cái này mình trang điểm từ sáng giờ hay là mới trang điểm gì cô hay là sáng giờ sáng giờ ừ. Khoảng mấy giờ là mình mới trang điểm cô Son sáng giờ sáng thì dẹp xong xuôi chắc cỡ 6:30 rồi cái mình bỏ ra thời gian một chắc cỡ 1:30 đồng hồ vừa già chuyện là mình trang điểm. Điểm cho tới thấy giờ này luôn hả từ sáng giờ là mấy lần 9 giờ cái mình nghỉ vào cái trưa đó rồi cái đi mua nước đá thì về có xương cái miệng dưỡng miệng đà à vậy là hết rồi hỏi cô có chồng chưa là anh chết rồi chết rồi kì kì hỏi hỏi cô Son có chồng chưa cô Son có chồng chưa hỏi cô
có chồng không? Có mấy đứa con không? Có chồng rồi, chồng gia đình rồi. Chồng bây giờ đã mất rồi. Cái gì chồng mất rồi chưa? Không là mất rồi. Chồng mất năm nay 17 năm rồi. Được nha, được được con. Mất lớn năm hả? Ba con mới lên. Ba con mất có bị bệnh chính á. Ông bị bệnh hạng á, ở lần trước á, ở chở 3 lần luôn. Ông làm sao mà có vợ đường chân luôn. Đó bây giờ tụi mình không ra luôn, không ở hồ sinh lại luôn, không có thở được lên luôn. Không có hồ sinh, không mở vợ ông binh luôn. Thật luôn. Còn con bị ảnh hưởng não á, con bị phẩm sinh á. Phẩm sinh luôn á. Nó thật thà, nó không có cái gì đâu. Phẩm sinh mà biết luôn á hả? Không biết, biết thật thà luôn trời, phẩm sinh sao em biết dạ? Em thật thà. Phẩm sinh mà biết luôn á hả? Dạ dạ. Con đi qua ngày Trưng Châu á, mà Trưng Châu dặn con bảo đi luôn rồi. Trưng Châu bảo con đi lấy chồng rồi. Làm gì mà tao dặn tao bỏ đi lấy chồng rồi. Cái gì? Chim sâu, không biết chim sâu không? Chim sâu hả? Trời ơi. Sao không biết chim sâu nữa? Trời ơi, ngã hết đâu. Nó ở đâu vậy? Nó không biết ở đâu luôn. Giờ nó có chồng rồi hả? Ở có mình là bà ơi. Ở có mình là chồng con đâu trời. Chim sâu biết đó nha. Biết chim sâu đó. Nó bình thường đó. Nó là cháu đó. À, biết cháu thiệt đó. Dạ tụi cha chú tự chào tự mình giúp mình tại giờ con cũng hết tóc luôn rồi đó, con mới hết tóc rồi đó, khó bao nhiêu nữa con có cứu được ông nào không, để con mở do thua lỗ nên gì lấy ông nào vừa mắt con đó hả? À, tức là không có ông nào vừa mắt thấy ông giật mình vậy là nữa là cô cái tiêu chuẩn cái ông xã cô là sao, phải đẹp trai hay sao? Ừ, ông xã thì cũng đẹp trai rồi. Không ơi, tiêu chuẩn ông xã sắp tới nè. Ờ, ông xã mà vừa mắt cô đó, không cần đẹp trai à? Đẹp trai. Dạ, là cần như thế nào cô? Vừa cho tầm sức, tầm quan sát. Vừa sức lực phải không? Vừa tầm quan sát ha. Cả bao nhiêu tuổi? Cả bao nhiêu tuổi là cô đồng ý cô cho? Phải trên 2 vài tuổi. Trên cô vài tuổi thôi á. Chứ đừng già quá hết siêu ách. Mà đẹp trai được không cô? Sức khỏe không? Có cần sức khỏe không cô Son? Sao cần chứ? Khỏe ha. Không cần xin sao được. Này kia cứ đỏ 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 hỏi. Này kia lá gì? Này kia nói mới được. À, có vụ kia nữa hả? Bữa nay nó hỏi tới tới nè. Tại vì con biết tập chữ mà con biết viết chữ luôn á. Con biết tấm dằn luôn á. Nhưng mà phải viết chữ biết tấm dằn luôn á hả? À, biết chữ mà. Nhớ mẹ mại ai đây nè. Thấy quen không cô? Quen đó, mẹ mại. Mại à? Sao? Nhớ mẹ mại ai ở đây đi nè. Ở đây là trời. Bữa nay có đồng tháp mẹ bên ngoại con á. Nhớ mẹ mại, tức là nhớ nhìn con, nhìn em thấy con quen á. Mẹ mại quen ở đây nè. Phải con bảo nó, con nên làm việc ở dây. Còn bữa nay cũng được mỹ, bữa nay lắm đôi cấp. Còn có người con đứng dân, con có trời. Đây là anh ta đi luôn ha. Đi đẹp trai dữ ta. À, đẹp trai mà, giữ chưa người mẫu mà. Giờ nói cô Son đi, giờ nữa thì trang điểm sắp cưới vợ, trang điểm gì ha. Đường đó, Trần Sao á, là con qua con thăm cô Son lần nữa nè. Trần Sao á. Sẵn sàng đón nhận. Trời lao, ở đâu con. Ý con nói á, là Trần Sao á. Là con đi qua đây con thăm con một lần nữa. Đúng, bởi vì đây sẵn thăm lình để nó không chút khỏe, mà nó không chút khỏe được thôi. Xâm chút nhà không gì trời. Ok, chị đỡ con hả mong mà con ngấn tâm cho mấy mời con là mới có rảnh không thì mới có rảnh thì đi qua sớm. Còn mới không rảnh thì thôi, ngủ mẹ luôn, có đi luôn. Có game của con là ngô có thiện á. Con ba cô bấm lên cơm của con á, con người ta hát đám cưới á, bình luận chơi bên bụt la đi. Là cô mà coi cô đâu có nhạy điện thoại. Cô đâu có xài điện thoại đâu. Dạ à. Đèn thì cô còn không có nữa kìa. Cô cũng có đèn nữa kìa, không có điện nữa. Một cái chưa thấy. Ủa mà cô Son ơi, sao mà nhà mình không câu đèn đồ vô đi, sao mà để tối hù cô Son? Câu cái đi làm, cái phản tắt ông nhà ông xuống ở phân phân ông tắt. Bị gì sợ điện này kia kia lỡ trời mưa đó, ông cắt dưới cái làm biến. Thì mình đi làm thì mình kéo con dao xuống. Thì kéo đó. Cô đi làm bao lâu? Đi làm cũng năm nay tính ra làm mười mấy năm rồi. Đi về về quá hả cô? Cô đi nửa năm sau nữa mới là 1 năm 2 tháng mình đi hết 6 tháng. Ừ,
Cô Lộm thấy cô Son thế nào cô Lộm? Má cô Son cũng trẻ đẹp. Trẻ đẹp ha. Có một lời xinh luôn. Đẹp như ca sĩ vậy đó. Như đẹp như ca sĩ vậy ha. Wow. Rủ cô Son ca liên khúc bài đi. Cô Son ơi. Bây giờ con ủa mà cô biết ca không? Không có biết, bây giờ mới nói hồi nãy giật giật đi, giật giật chứ con. Đó, giật giật đi cô kìa. Không tập giật hả? Để tôi tập giật mình đi. Ngùng thơ một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rồi bao nhiêu kỷ niệm làm cho riêng mình không giờ nên phố phận không cho riêng mình giờ đi cao lãnh qua đường tôi biết vào chân hôm nay giờ người ơi mà nó hành đó mà nó hành đó. Rồi tới cô Son đi. Cô Son, cô Son biết mà cô Son ngại á. Cô Son thồn mà cô Son ngại phải không? Không phải thồn, mà cô cũng già. Dạ, con nói thật luôn á. Tại vì lâu lâu con mới ra ghé thăm cô á. Ghé thăm cảm ơn mình, nhưng có cái tấu quá tấu không dám mời. Dạ, đi sớm sớm đi. Dạ, cảm ơn cô. Cô chúc cô á, cũng như là một năm mới của mình, một ngày vui vẻ. Cũng như là trăm năm tốt. Năm hạnh phúc. Cô có chồng đâu mà chúc cô trăm năm hạnh phúc. Sao? Cô đâu có chồng đâu mà em chúc cô trăm năm hạnh phúc. Ừ mà anh nói lại quên rồi. Tức là nãy em chúc cô trăm năm hạnh phúc đúng không? À. Mà cô đâu có chồng đâu trăm năm hạnh phúc. Rồi em phải chúc cho cô sắp tới được kiếm được ông nào vừa ý. À, chúc cô ra chúc người ta sắp tới kiếm một chồng nào vừa ý vừa đẹp. À. Đúng rồi, có người chồng nào hơn mình nó biết mặn nơi mình thì được. Thì là... đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nói khờ khờ mà cũng nói câu này hay á. Đó cũng khó khăn luôn á. Dạ. Rồi lâu lâu con tụi con cũng đem mới đưa cấp qua đưa cấp dạng qua cũng không coi đó. Dạ chạy rồi con đi ngang á, con vừa con thắng là con có đứa con ngã không. Chào cô Son nha. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ dạ chào cô Son. Cảm ơn.